Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023. Tham dự hội chợ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Về phía quan chức quốc tế có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự các nước Hàn Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Nhân dân Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Tây Ban Nha tại Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng kéo dài từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 160 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo, thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, dệt may và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài để tạo động lực kích thích phát triển, mở rộng sản xuất, tăng giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo tại thành phố tăng cường kết nối, hợp tác phát triển, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, tạo tính lan tỏa tới cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và toàn quốc. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm, nhiều hoạt động hội nghị, hội thảo bên lề được tổ chức như hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng năm 2023, hội thảo giải pháp tài chính cho chuỗi cung ứng doanh nghiệp và hội thảo nâng cao nhận thức về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.